hai người phụ nữ cùng bé trai khoảng 5 tuổi đã thoát chết một cách đầy may mắn khi chiếc xe máy của họ bị hai xe tải chạy ngược chiều nhau tông mạnh rồi cuốn cả người lẫn phương tiện vào gầm vào chiều ngày 19 tháng 11 năm 2014. Khi đó, hai người phụ nữ trung niên chở theo một bé trai khoảng 5 tuổi trên xe máy hiệu Airblack biển số 59T157761 chạy trên đường Mã Lò hướng từ đường Tân Kỳ Tân Quý ra đường Hương Lộ 2. Khi vừa tới giao lộ Mã Lò Lê Văn Cối, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thì bị hai xe tải biển số 51C16067 và 51C44276 chạy ngược chiều nhau trên đường Mã Lò lao tới, tông mạnh rồi cuốn cả xe máy lẫn người vào gầm. Phát hiện sự cố, hai tài xế xe tải đã cho phương tiện thắng gấp nên không cán qua người các nạn nhân. Cả ba người chỉ bị thương nhẹ. Sự cố này đã làm chiếc xe máy hiệu Airblack hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, vụ tai nạn mới được cơ quan chức năng giải quyết xong và cho di dời các phương tiện ra khỏi hiện trường. Lúc này, giao thông mới dần ổn định trở lại.